Truyện tranh Trạng Quẩn tập 125. Tấn công, phản công. Khiếp thật, hai đám trẻ bán đậu phộng đánh nhau như lông hổ tranh hùng. Để tôi ca chúng ra. Chúng mày dừng tay lại ngay. Đứa nào mà già chát vậy nè? Á! Chúng dám đánh ông mà. Không phải, hỗn loạn quá chúng không biết ai là ai. Cứ thấy cái mặt lạ lạ thì quýnh liền. Thôi kệ chúng nó, về đi. Rút lui. Ha ha, phe rang thua phe luộc rồi. Lạc ơi, hình như phe mình thua chứ không phải phe nó. Nó không thua sao lại bỏ chạy? Tại phe mình đo đắc hết rồi, còn ai để chúng nó đánh nữa đâu mà không rút. Chúng mày làm gì mà tơi tả thế? Tụi rang đánh tụi tao. Rang là tụi nào? Tụi bán đậu phụng rang đó, gọi tắt ấy mà. Vậy tụi mày là luộc chuyên bán đậu phụng luộc đúng không? Mày quả là thông minh. Nguyên nhân gây ra chiến tranh là gì vậy? Để giành chợ, chúng rêu rao chúng tao bán đậu phụng luộc cũ, luộc đi luộc lại 8 lần, tụi tao é. Mày chịu thua à? Đâu có. Tụi tao rêu rao lại là chúng nó bán đậu phụng ế, răng tới răng lùi thành đá lùn, thế là có chiến tranh. Mày đi theo tao tới gặp tụi rang. Kha kha, phe mình có thằng Quỳnh, chắc chắn sẽ thắng. Mày là đứa nào, đến xin đạo hàng phải không? Tao là Quỳnh, Trạng, tao muốn giải quyết cuộc nội chiến này. Chúng mày đều là những người nghèo khổ, phải đi bán rang với luộc để kiếm cơm, lẽ ra chúng mày phải biết đoàn kết, thương yêu nhau mới đúng. Tao chả thương nổi cái mặt gà mái của nó. Tao cũng chả thương nổi cái mặt vịt cái của mày. Binh. Binh binh. Tao bảo hai đứa mày dừng tay. Cãi lời tao quýnh cả hai đứa bây giờ. Mày dám quýnh tao à? Cớ chi mà không dám? Mày chết với tao. Khoan, đánh nhau phải có quy ước, thế mới có luật chiến tranh. Nếu mày thua, phe rang của mày phải đi bán ngoài phố, nhường lại chợ cho phe luộc. Nếu tao thua, phe luộc phải ra phố, được chưa? Đồng ý. Binh. Đánh chưa tiên chiến, tôi. Luộc chiến tranh tiên hạ thủ vi cường mà. Dạ. Binh chát bóp bóp. Nó có vỏ bình định. Thôi, chúng mày ra phố bán, nhường chợ lại cho chúng đi. Bán ngoài phố ế rề hà. Tạm vài bữa đi, tao tìm kế khác. Tưởng sao, làm ôi cho dữ rồi như trái chuối dập. Ôi chào, bọn trẻ bán đậu phụng đánh nhau ngồi chợ kinh quá. Lại đánh nhau, chắc thằng Lạc ế quá nên quyết giành lại chợ. Thế nào, thua nữa phe nó mạnh quá, đứa nào cũng như con voi. Ê luộc, quýnh nữa không, bữa nay tao không tha cho chúng mày. Cờ trắng nè. Kệ, cờ trắng cũng quýnh. Đậu ơi, mẹ mày bệnh nặng ở nhà kìa. Một đứa là Đậu, một đứa là Lạc, đứa nào cũng là đậu phụng, ai đặt tên hay nhỉ? Chúng mày về hết đi, tao theo nó xem sao. Mà bị sao vậy? Tự dưng mà bị tê hai chân tay, cả người lạnh ngắt. Để con đi bốc thuốc cho mà nhé. Con có tiền không? Con còn 2 đồng, chắc cũng đủ để bốc thuốc. Chú Lu, chú giúp con vụ này, nhanh đi. Thấy mặt mày là thấy có sự cố rồi. Thằng Đậu đó, chú làm như con nói đi. Nhỏ kìa, có tiền đưa tao uống rượu. Không có, con không có tiền, bán đậu phụng rang làm gì có nhiều tiền. À, bán đậu phụng rang, đại thương gia đấy, đừng có xạo. Tiền đầy túi mà bảo là không có. Chỉ có 2 đồng mà bảo là đầy túi. Còn hơn túi tao không có đồng nào. Đủ uống rượu rồi. Chú ơi, tiền đó con mua thuốc cho mà. Kệ mày, không có thuốc lấy nước lạnh uống cũng được. Ác ơi là ác. Đậu, quýnh nhau không? Mà tao đang bệnh, tao không có hứng để quýnh nhau. Hẹn bữa khác. Mẹ mày bị bệnh chứ có phải mày bị bệnh đâu mà không quýnh. Mẹ mày bị bệnh gì? Tứ chi không hoạt động. Tại mày ở ác nên mẹ mày bệnh đó.
tao chữa bệnh đó, dẫn tao về nhà đi. Sao, mày chỉ chữa được bệnh đói thì có, đói thì ăn, ai chữa không được. Nếu tao chữa được thì sao? Tao sẽ nhường trở lại cho đám thằng Lạc. Còn nếu mày không chữa được, tao vặn họng mày. Vặn chỗ khác đi, vặn họng sẽ ăn không được. Có gì đâu, tao chăm cứu cho mạ mày vài ngày là khỏi thôi. Mày biết chăm cứu, hay quá ha. Cho mạ mày uống thuốc này, mai tao trở lại chăm cứu nữa. Tao nói trước, tao không có tiền trả mày đâu à. Hoa Đà chữa bệnh không lấy tiền. Chết mày rồi. Chúng mày làm gì vậy? Sao chúng mày quýnh tao? Mày phản bội chúng tao, mày theo phe thằng Đậu, chữa bệnh cho mẹ nó. Oan, tao làm thế là vì chúng mày. Sao, quýnh tiếp. Ôi, cả đời làm ơn mắc oán, đồ quỷ. Thiếu gì chỗ để đánh mà lại đánh vào miệng tao. Làm sao tao ăn cơm? Bác thấy đỡ chưa ạ? À? Khá hơn rồi đấy. Con chăm tiếp cho bác. Không ngờ mày giỏi mà tốt ghê. Khen thừa rồi mày ơi. Quỳnh, mà tao hết bệnh rồi, cảm ơn mày. Đó, thằng Quỳnh đi với thằng Đậu. Quỳnh, đứa nào muốn Quỳnh? Lạc, ra đây. Ra thì ra, tao sợ mày à. Về nhé. Mày bị chạm dây thần kinh à. Từ nay tao nhường chợ cho chúng mày bán đó. Tụi tao ra phố bán. Tao xin lỗi vì chuyện đã qua. Thằng Quỳnh theo phe mày nhưng lại cứu mạ tao. Tao cảm động lắm. Tụi mình huề đi. Hoan hô thằng Quỳnh. Khoan, nghe tao nói. Tất cả chúng mày đều nghèo khổ. Bọn thằng Đậu ra phố bán ế lắm, tội nghiệp tụi nó. Tao đề nghị chúng mày sống chung hòa bình ở chợ, ai nấy bán. Ừ, vậy đi, tao cũng đâu có muốn đẩy tụi nó đi. Giao kèo nhé, cắm rèo rào luộc tới luộc lui 8 lần, cắm rèo rào răng tới răng lui thành đá. Chấm dứt chiến tranh đậu phộng. Xin lỗi nè. Bánh, mày đã bị bắt, đứng yên. Bánh nào, tôi tên là Chè mà. Bánh chè gì thì cũng về cả, về gặp quan sẽ rõ. Bẩm quan, con là chè không phải bánh. Chói à, rõ ràng hình vẽ trong lệnh truy nã y hệt người, có cái nút ruồi to như con ruồi trên mũi nè. Ủa, ông họa sĩ này có thấy mặt con bao giờ đâu mà vẽ y hệt vậy. Giam nó vào ngục, chờ ngày xử. Quan đã bắt được thằng Bánh, vua ăn trộm rồi, hết sợ mất ngủ. Cha mẹ ơi, tôi sợ quá, đêm nào cũng đem mấy công việc cất vào tủ áo quần. Hèn chi ông hôi mùi việc quá. Hai đứa trong nhà cho mở đi chợ. Bán cho tôi một tô bún, nhiều thịt nhưng ít tiền. Đây, nhiều bún nhiều thịt chỉ có một xu thôi. Ở đây bán rẻ quá ha. Bún thiêu thịt thối, phụt. Bởi vậy mới một hào một tô to tướng thế, của rẻ là của oi mà. Mày chết với tao, tao phá cái quán này. Da. Ôi chào ơi, con gái chi mà dữ rứa. Ơ, sao giống ông Bánh bị quan bắt quá vậy? Bánh đâu mà Bánh, tao là Chè. Có hai người giống hệt nhau, vừa lộ mặt là bỏ chạy, có vấn đề. Theo. Cho tao mượn con hạo thiên khuyển của mày một lát. Đợi một chút. Phải giả làm có bà con mắt, giống như Dương Tiễn mới điều khiển được hạo thiên khuyển. Nhanh chân lên, chó thần gì mà chạy như chó què. Tự ái, chạy cho coi nè. Ông Bánh, đứng lại. Chè không phải bánh. Gâu. Không phải chè cũng không phải bánh. Người hôi rình, chè hay bánh cũng phải ngọt chứ. Mắc mớ gì mày bắt tao? Lên quan làm rõ việc, ai là bánh, ai là chè. Cớ sao vừa bị rớt cái nón thì ông bỏ chạy? Không có tật sao lại giật mình? Bộ hai đứa mày xin đòi hả? Dạ đâu. Nói thật đi, đứa nào là bánh, đứa nào là chè? Không nói tao bỏ cả hai đứa vào nồi nấu chè, làm bánh. Con chè nó bánh. Quê mẹ ở đâu? Dạ Phú Yên. Con ở gần nhà nó. Quan ơi, quan cù cưa với hai ông ấy đến tối cũng không ra. Còn có cách này. Tạm thời giam hai đứa lại,
chờ ta điều tra thêm. Bánh chè, Lên Quang gọi. Ực. Kêu tên chúng mày làm tao thèm. Ực. Bộ quan bị mất ngủ hay sao mà gọi bọn tôi giữa đêm khuya thế này? Ta nói nhỏ cho hai người nghe, thật ra bắt hai người không phải để kết tội đâu. Tội ăn trộm lặt vặt của hai người có đáng xá gì? Bọn quan lại ăn trộm của công còn kinh hơn nữa kìa, mà có ai bắt đâu. Ôi chào, quan nói đúng ý trẫm. Ta muốn nhờ tay hai người để chồm mớ tiền mà quan phủ vừa mới moi từ công quỹ. Nếu hai người làm được, ta sẽ chia cho hai người một nửa rồi thả. Con có biết ăn trộm đâu? Không biết thì theo phụ nó. Quan thề đi con mới tin. Ta mà nói xạo bị bà trời đánh. Sao lại bà trời đánh hả? Bà đánh nhẹ hơn ổng. Này, sao mình không trốn đi luôn cho rồi? Mày khờ quá, quan chỉ chỗ cho mình ăn trộm, lấy tiền xong rồi trốn cũng đâu có muộn. Tôi trốn trước, ông muốn trộm thì làm một mình đi. Canh cho kỹ, coi chừng chúng nó trốn. Mình đi ăn trộm mà có lính hộ tống, mày chạy họ tóm mày liền, nặng tội thêm đấy. Thôi thì cứ làm theo lời quan đi, vừa được tiền vừa được tha. Đạp đó coi chừng trong nhà để tao khoét tường. Rồi, chui vào đi. Hoàng hô ông bánh đào tường hay quá. Mày là thằng bánh, chuyên gia đào tường, đừng chối nữa nhé. Vậy tôi là chè phải không? Ừ, mày là chè. Nhốt bánh, thả chè. Quan gài bẫy tôi. Ừ, không gài bẫy thì làm sao moi ra bánh? Quan nuốt lời thề, quan không sợ bị bà trời đánh à? Cút. Đó, bà trời đánh tao rồi đó, xem như không có lời thề. Vợ ông đánh chứ bà trời nào? Mày không biết người ta gọi vợ là bà trời à? Sao ông trời lại sinh ra một người giống tao thế nhỉ? Tại trang dung của anh đẹp tuyệt nên làm hàng nhái. Sao mà đi cà thột vậy? Đạp phải vàng à? Lão bẹt đánh tao. Theo tao, tao dẫn mày lên quan kiện lão tội hành hạ trẻ em. Nhưng tao là người của lão mà. Người ở cũng không được đánh như thế. Gọi ông bẹt lên đây. Đưa ổng đi ngõ sau gặp tao trước nhé. Biết quan gọi tôi làm gì rồi. Nè, nhiều đầy đủ giải quyết vụ hành hạ trẻ con chưa? Tạm đủ. Nghe tao hỏi, bằng chứng đầu để tao buộc tội ông bẹt đánh mày? Dạ vết rồi, chăn cò thuộc nè. Nhớ ai đánh mày thì sao? Mày vu cáo tao à? Ông bẹt có đánh trẻ con không? Không bao giờ, tôi chưa hề đánh trẻ con. Xét rằng chưa có bằng chứng, buộc tội ông bạc, về đi. Cá mè một lứa, thua keo này, bày keo khác. Chúng mày mang vé đến đây đá cho tao. Thằng Hoa, con của quan huyện tới kìa, chúng mày hát to lên. Chết mày nè, rát rát. Ủa, ở đâu chúng mày có vé nhiều thế, con nào cũng to cũng đẹp. Trong vườn nhà ông bạc nhiều lắm, mày muốn đi bắt không? Muốn, dẫn tao đi. Ở dưới mấy tấm ván kia có nhiều vé lắm. Lật ván lên đi Hoa. Lên. Sụp chuông bò. Rầm. Đứa nào phá chuông bò của tao? Té tao. Chạy đi. Cứu tao với. Chết mày với tao, đồ quỷ. Mày là con nhà ai? Con là con của quan huyện. Hoa ơi, con trâu của mày chạy rồi kia. Hừ, con của quan huyện mà đi chăn trâu, xạo nè. Ông đánh nó coi chừng cha nó xử tội ông đấy. Cha nó làm gì? Cày ruộng thuê, mẹ nó nhổ cỏ mướn. Cày ruộng thuê mà dám xử tội tao. Bốp, cút. Tao về mét cha tao. Ông bạc, có người kiện ông tội đánh trẻ con kìa. Tuồng cũ, muốn mọi tiền của tôi nữa đây. Thôi thì của đi thay người vậy. Nè, nhiều đây được chưa? Dẹp, ông chết với tôi. Ông có ấm đậu không mà lại chê tiền? Ông dám đánh con tôi một cách tàn nhẫn như vậy sao? Quan mơ, trẻ con người khác tôi còn chưa đánh, làm sao dám đánh con của quan?
Ổng đó, ổng đánh con què chăn, quẹo tay, u đầu, chảy máu mũi, sưng con mắt, bầm tím cái bụng nè. Hả? Là nó hả? Tôi xin lỗi, tôi không biết nó là con của quan. Tôi đền nè. Dẹp, cấm ông nhận tiền. Ông phải xử lão thế nào cho tôi đẹp ý. Tôi ngồi đây coi. Chết rồi, tôi không bao che cho ông được nữa rồi. Xử lẹ tôi coi. Bạc, quỳ xuống. Thêm một hộp nữa nè. Còn muốn trà đánh ổng mấy heo? 100 heo đi Hoa. 100 heo cho mày 100 con dế. 100 heo. Ôi, ôi. Quang ơi, cái chỗ ngồi của ổng kinh quá. Kệ, đánh đủ 100 heo. Ha ha, cho trừ cái thói hành hạ, đánh đập trẻ con.